下不呆，多少自在，青灯黄卷，念佛吃斋，笑看世间，人生百态。阿弥陀佛，善哉善哉，万年不变的口头禅。阿弥陀佛，善哉善哉，助我为民又除害。阿弥陀佛，善哉善哉，善念心中永存在。阿弥陀佛，善哉善哉，才是国泰民安的千秋万代。Bố Đại Hòa Thượng, tập 1, thư sinh nghèo gặp Bố Đại. Không hay rồi, coi chừng mai phục. Mọi người mau tỉnh dậy, tiền cứu tế bị cướp rồi. Báo cáo, tất cả đều an toàn, chỉ có một huynh đệ bị đau làm, bị thương, nhưng cũng không nặng lắm. Quanh đây không hề lưu lại dấu vết của ngự. Thám trưởng, chúng ta nên làm thế nào đây? Tiền cứu tế bị cướp rồi, người hộ tống lại không có thương vong nghiêm trọng gì. Bọn cướp này cũng rất là kỳ lạ. Chúng ta trước cứ chấn chỉnh lại đội hình rồi sẽ tính tiếp. Báo cáo thám trưởng, vết thương của người không sao chứ? Miếng ngọc bội này là sao? Báo cáo, thương thế của tôi không đáng ngại. Mảnh ngọc này trước khi hôn mê, tôi đã giật được từ trên người cầm đầu của bọn cướp. Hành tung của chúng ta vô cùng bí mật, một đám sơn tặc vô danh, làm sao có thể mai phục giữa đường? Trong đây chắc chắn là có nội tình. Nói không chừng miếng ngọc này có thể giúp chúng ta lần ra manh mối của số tiền cứu tế. Chuyển về miếng ngọc này, không được để lộ ra ngoài. Để tránh hoảng loạn không cần thiết, chuyển tiền bị cướp, một câu cũng không được để lộ ra ngoài. Đợi ta hồi báo triều đình, mới bàn tính kế hoạch lâu dài. Dạ. Năm đó huyện Phụng Hóa bất ngờ bị hồng thủy, sức nước tràn về hung hãn, dân vùng lũ trở tay không kịp, nhà cửa nạn nhân dùng thiên tai bị phá hủy tan tành, dân chống di tản, đói rách khốn khổ. May mà triều đình phát xuống ngân lượng cứu tế chuyển dùng thiên tai, ngân lượng giữa đường bị cướp, việc tìm lại ngân lượng thật vô cùng cấp bách. Lộ địch duyên phấn tiết, phong diêu thanh ngọc chi, y y tử quân tử, vô địa bất tương nghi. Đại ca, mau cứu muội, có kẻ xấu đang đuổi bắt muội. Tiểu muội muội đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội. Ngươi là ai? Tại sao lại đuổi theo tiểu muội muội đây? Ta là đệ nhất ác bá của Phụng Hóa, tên gọi là Tôn Nhĩ Đản. Thế nào, sợ rồi à? Sợ rồi thì mau quỳ xuống cho ông đây. Nói vài câu mắt dạ nghe xem, nếu ông đây tâm tính tốt, có thể giữ cho ngươi được toàn thây. Hả? À? Cái đệ nhất ác bá Phụng Hóa, căn bản là chỉ có cái tên lưu manh, ngay cả thôn Đường Loan cũng chưa ra khỏi, chỉ giỏi bắt nạt phụ nữ nghèo và trẻ em. Con nhỏ kia, mày nói cái gì đó?
Hứa con hoang, có cha sinh không có mẹ nuôi dưỡng. Vì ác bá tiểu huynh đài này, nói như vậy là không đúng rồi. Con là phải do mẹ sinh ra chứ, làm sao lại do cha sinh được? Cổ nhân nói, dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi nọa. Dạy dỗ là trách nhiệm của người cha và người thầy, sao có thể nói là trách nhiệm của người mẹ được chứ? Huống chi cậu dùng cách này để hăm dọa các bạn nhỏ, ảnh hưởng đến sự trưởng thành và sức khỏe của các bạn ấy. Nếu tuổi muội muội bị lời nói thô lỗ của cậu dọa sợ rồi, buổi tối nằm mơ thấy ác mộng thì làm thế nào đây? Còn nữa, vì ác bá tiểu huynh đài này, cậu tuổi trẻ không có chí thú làm ăn, lại ăn nhàn lêu lổng, chuyên ức hiếp người yếu trẻ nhỏ, gia đình cậu có biết không? Người nói xong chưa vậy hả? Vậy thì đến lượt ta. Lãi nhã huyên thuyên không ngớt, so với thầy dạy học còn phiền phức hơn nhiều. Ồn ào khiến da đầu của ta nhấc cả lên. Vì ác bá tiểu huynh đài này, không thể nói như thế được đâu. Da đầu làm sao mà có thể nhấc được chứ? Phải là trong đầu nhất. Cổ nhân nói, cấm mồm, cấm mồm, cấm mồm. Ngươi còn không im ta liền chém chết ngươi. Đáng ghét, lại để con nhỏ xảo quyệt đó trốn mất rồi. Lần này nhất định phải tóm được nó, mới xả được nỗi hận trong lòng ta. Dám trộm tiền của ông đây, đúng là quá quắt, không thể dung tha được. Dễ nhiên ngươi hại ông đây mất tiền, còn khiến ta tức giận như vậy. Mau bồi thường trách nhiệm đưa ít tiền hiếu kính ông, còn để ta tận cho một trận mới hạ cơn giận này. Ngươi thấy sao hả? Úi da, đứa nào vậy? Đứa nào làm? Có giỏi thì ra đây cho ông. Úi da, đau quá đi. Đáng ghét, ta phải giết ngươi. Đánh rất hay, đánh rất hay. Tử bất ngữ quái lực loạn thần. Xem ta có đánh chết ngươi không, đồ yêu vật này. Ui da, ui da, đau chết đi được. Tự làm tự chịu, để coi sau này ngươi còn dám hiếp ức kẻ yếu nữa không. Ngươi rút cuộc là dùng pháp thuật gì vậy? Cái này thiên cơ không thể tiết lộ. Ác bá tiểu huynh đài, cậu hãy nhớ kỹ, cái gọi là trời tạo nghiệp còn có thể sống, tự mình tạo nghiệp thì không thể sống. Là ngươi mồm toàn bao hoa chích chuệ, mấy cái thứ đạo nghĩa dở dẫn. Là ngươi cố tình quyến hoặc làm ra cái túi giải có yêu thuật. Ngươi đừng có trách ta. Hả? Thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng. Đã biết sự lợi hại của ta chưa? Sau này còn dám làm chuyện thương thiên hại lý nữa không? Không dám nữa, không dám nữa. Có chút thành ý, không phải là kém ý. Xin thần tiên giơ cao đánh khẽ tha cho tiểu nhân. Hiện tại thành Phụng Quá đang gặp thiên tai, tiền là để giúp cho việc cứu tai nạn. Như cậu sức thanh niên trai tráng, lẽ ra phải đi đến tiền tuyến để chống lụt, làm việc trong khả năng và sức lực của mình. Cậu đi đi. Đa tạ thần tiên, đa tạ thần tiên. Tiểu nhân đi ngay, đi ngay.天时地人我心，锦绣江山苍穹中。身在民间寺庙堂，浪荡江湖逍遥走。生平无名又无心，专缠人间不平。慧眼识遍天下事，法号不带留美名。手中不带，快快显灵。 让又被舍身现出原形，念一声阿弥陀佛，佛法无边普度众生，开口长啸大肚闹。
风雨过后便会天晴，放下愁绪了却烦恼，只留壮志在我胸。Namo Amida Phật.